Xin sư giải thích về tam thiên đại thiên thế giới. Có phải có vô số tam thiên đại thiên thế giới? Xin mời, câu này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường. Rồi, nghe chưa? Rồi rồi. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Khi mà nói về giải thích đó nha, giải thích về thâm thiên đại thiên thế giới đây quý vị hỏi. Thì quý vị ngoài việc mà sư trích đoạn một một cái đoạn ngắn thôi, tại vì thời gian thời lượng cũng có hạn. Mình cũng vì cái tâm từ với cái lòng bi mẫn ha, đối với nhiều cái chúng sanh khác, không? Nhiều cái vị khác, không? Cho nên là cho nên ở đây là sư sẽ trích một cái đoạn, và quan trọng nhất sư sẽ cung cấp cho quý vị cái chánh kinh mà giải thích về cái có vô số tam thiên địa thế giới là có đúng hay không á. Thì đúng là thật sự có bài kinh đó quý vị. Thì quý vị đầu tiên quý vị tìm giúp cho sư ở trong Tăng Chi ba pháp á, ở phẩm Ananda, bài kinh có tên là Chu Lá Ni Ca Sutta, không? Còn ở bản dịch tiếng Việt ngày Minh Châu á, thì bài kinh này ngày Minh Châu dịch là Á Phí Phu, dịch tiếng Việt là Á Phí Phu. Thì trong đây á, là cái bối cảnh bài kinh này thì chưa bỏ qua nghe, nhưng mà thì chưa nghe một cái chích một cái đoạn là như vậy nè. Thì đại loại như là Ngài Ananda được nghe từ chính Đức Phật á, Đức Phật Toàn Giác á, Đức Phật Gautama đó. Ngài mới nói là con nghe được là cái có một vị đệ tử của một Đức Phật quá khứ á, là có thể là có thể làm cho thế giới nghe tiếng của mình, nghe có thể làm cho 1.000 thế giới, 1.000 thế giới nghe một tiếng của mình, thì có đúng như vậy không đó? Và Đức Phật không phải, xin lỗi vị, nghe nghe từ Đức Thế Tôn mà nói như vậy. Rồi thì mới hỏi Ngài Ananda nó hỏi Đức Thế Tôn đó, là vậy thì cái năng lực của Đức Phật đó, toàn giác là như thế nào đó? Thì Đức Phật nghe trả lời là vị ấy chỉ là một đệ tử thôi, còn Ngài Ananda các Như Lai là vô lượng, nghe là không có giới hạn đó. Thì trong đây có một đoạn như vậy nè. Thì tôn giả Ananda phân đáp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói như sau: xa cho đến mặt trăng mặt trời chạy trong quỹ đạo của chúng và chói sáng khắp bốn phương với ánh sáng của chúng, xa như vậy là 1.000 thế giới. Như vậy có 1.000 mặt trăng, 1.000 mặt trời, 1.000 núi Tu Di, 1.000 cõi diêm phù đề, 1.000 Tây Ngũ Hóa Châu, 1.000 Bắc Cu Lâu Châu, 1.000 Đông Thánh Thần Châu, 4.000 biển lớn, 4.000 đại vương, 1.000 cõi trời, 4 thiên vương, 1.000 cõi trời Bamba, 1.000 cõi trời Dạ Ma, 1.000 cõi trời Đâu Sức, 1.000 cõi hóa lạc thiên, 1.000 hóa tự tại, 1.000 phạm thiên. Thì Ananda, 1.000 cái này nè thì gọi là tiểu thiên thế giới à, đúng không? Còn cái bây giờ tới trung thiên thế giới ha. Tiểu thế giới thì Đức Thế Tôn nói là 1.000 cái chung, 1.000 cái tiểu thiên thế giới, như vậy đó là một trung thiên thế giới, đúng không? Còn một 1.000 cái trung thiên thế giới là 1.000 đại thiên thế giới. Đó là tương tự là như vậy quý vị. Còn quý vị muốn đọc bài kinh chính kinh đó, cho rõ đó, thì một xin nhắc lại ha, bài kinh này ở trong Tăng Chi, trong Tăng Chi bộ kinh Tăng Chi ba pháp, nằm ở phẩm Ananda, bài kinh số 80, có tên Pali là Chu Lá Ni Ca Sutta. Còn Ngài Minh Châu dịch ra bài kinh này tới tiếng Việt đó là Á Phí Phu đó. Quý vị có thể xem thêm để biết thế nào là tiểu thiên thế giới, rồi tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới nha, rồi đại thiên thế giới. Đây nó rõ nè, Như Lai có thể làm cho tiếng mình nghe đến 3.000 đại thiên thế giới giới hay xa hơn nữa nếu muốn đó. Đó, tương tự như vậy thôi. Thầy cũng xin kết thúc phần câu hỏi này.
tri ân Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ bài kinh Pháp Abhipu. Thì xin thưa với quý vị, ở đây Đức Thế Tôn nói đến đó, và cái vấn đề là có nhiều người dựa vào bài kinh này thì họ lại suy diễn ra thêm, rồi từ đó họ chế ra thêm là ngoài phạm vi mà Đức Thế Tôn đã nói thì còn có những tam thiên đại thiên thế giới khác nữa. Thì xin thưa ở đây sư nói rõ, đây là về sau người ta chế ra thêm, chứ Đức Thế Tôn không có nói như thế. Và chúng ta nên tôn trọng những lời dạy của Đức Thế Tôn. Và đặc biệt là cái giới hạn của thế giới này là có giới hạn hay không có giới hạn, thì điều đó chỉ có vị chánh đẳng giác biết. Còn mình cố mình tìm hiểu thì chỉ đi đến sự điên loạn thôi. Sư biết cái sự lo lắng của quý vị, nhưng mà ở đây sư chỉ nói, sư nhắc nhở là cái sự kiện là chế ra thêm nhiều tam thiên đại thiên thế giới khác là do sau này người ta tự chế ra thêm, chứ còn Đức Thế Tôn thì Ngài chỉ nói như vậy thôi. Ngài nói như thế. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.